mẹ em ăn này mà khóc luôn cái nhà. Mẹ ăn về. Dạ, hôm nay mẹ không về tới là không. Năm... vẫn không có vui bằng Tết Việt Nam. Đúng rồi. Hôm nay Nora xin mời tất cả mọi người ăn gỏi bạc ba già cùng với lại Nora nha. Giờ mình bắt tay vào làm thôi. Khổ qua thì em mua một trái nè để em ăn kèm á. Với cái món bạc ba già nè thì mình không thể nào mà thiếu đu đủ bào. Cái món mà của người Thái này nè là mình phải làm cho nó cay cay. Nhưng mà cái loại ớt này nè bao cay luôn á. Giờ em cũng mua đậu đũa nữa nè. Kế bên đây thì cũng có cà chua bi nè. Cái món này cà chua bi hay cà chua bự gì cũng được hết hen. Cái món chính này thì không thể nào là thiếu mắm nè. Mắm cái nhà lựa những cái chai mà có chữ Thái á nha. Tại vì cái món này của người Thái. Nè, thì đầu tiên là ớt và tỏi bỏ vô trong cái cối này nè cả nhà. À, ớt của em diễn thì bây giờ em sẽ bỏ hai cái muỗng nước mắm và bạc ba già vào nè. Sau đó em cũng bỏ hai cái muỗng nước mắm cá cơm nè. Tiếp theo là em cũng bỏ đường vào đây, em bỏ hết vào đây luôn. Và em bỏ cái bột ngọt vào luôn, mà em bỏ một chút cho nó đều cái vị lại á. Sau đó là em sẽ trộn thiệt là đều lên nha. Bỏ chanh vào luôn nè, cả nhà bỏ bao nhiêu thì tùy ý theo gia đình mình ăn bao nhiêu nha. Tay của em á, Niêm á thì đã vừa ăn rồi á, thì bây giờ em sẽ bỏ cái đu đủ mình vào đây nè. Còn bây giờ em đâm nha. Đang đâm nửa chừng thì bây giờ em bỏ đầu đũa và cà vào luôn nha, em đâm cùng luôn. Nora và mẹ, xin chào quý ông bà cô chú đã quay lại kênh YouTube của Nora Nguyễn Daily Cuộc Sống ở Mỹ nha. Cả nhà nhìn thấy cái dĩa này, dĩa này là bạc ba già của Thái Lan á cả nhà. Thì trong đây em gồm có là đu đủ nè, ba khía nè, rồi có cà chua đu đũa và có bắp cải nữa nè. Mời mẹ ăn, mời cả nhà ăn cùng với mẹ con em nha. Mời cả nhà dùng cùng hai mẹ con của Nora. Cái này em uống là nước này là nước Coca. Cái này em uống là nước khúc nè cả nhà. Mời mẹ nha. Mời con. Bây giờ em ăn nè cả nhà. Tại cái món này em thèm lắm luôn á, mà ngày hôm nay em làm cho cả nhà xem nè. Mua mấy lần mà qua đây mà có có làm được đâu. Mà cả nhà biết không, cái món này mình mua ở ngoài á, họ làm cũng ok nhưng mà có nhiều chỗ thì nó thấm, có nhiều chỗ thì nó không thấm. Em mời cả nhà nha. Ngon quá. Này cháu em, con của chị em nè. Bà hai ông bà cô chú đi. Hai cô chú. Ông bà cô chú. Anh bà cô chú. Ừ. Đám hai này xin nhà cô ăn kia. Ừ. Cả nhà, cái trong cái gỏi nè cả nhà. Có bạc khía nè cả nhà. Ăn rất là ngon luôn á. Thơm á. Mà hơi cay nha. Cay quá mà. Ừ. Bà khía này bên Việt Nam đợt rồi mẹ qua, mẹ về mẹ đem qua đó. Dạ. Ngon. À, trong đây á, nhà em cũng có ăn kèm với lại cái khổ qua nè cả nhà. Ăn xong rồi nó khổ nó đều qua hết luôn. Ăn nó giòn. Đây. Bỏ đây. Ngon quá trời ngon mà ha. Cũng không định là quay cái món này. Nhưng mà nó ra đi chợ rồi nó thấy món này thôi, nó để mua về quay rồi lên chia sẻ với cả nhà cho vui. Nếu ai mà đam mê về ăn cái gỏi bạc ba già, mình cần đi đâu xa, mình cần đi đâu ra ngoài nhà hàng thì cả nhà nhìn cái công thức của nhà em làm đi. Bữa mấy mẹ con mình ra ngoài đó ăn cũng ăn kêu bạc ba già nè. Dạ, cũng ngon hết mẹ ha. Thì của Thái à. Cái bạc của Thái nhà hồi bữa nhà em ăn là của người Lào cả nhà. Ủa chỗ bữa mình ăn Lào hả? Dạ Lào. Nói chung mà bữa, chỗ bữa ăn ngon. Thay vì á cái nhà, mình ăn cái món này nè.
là mình sẽ ăn cùng với lại cái gì ta? Để ăn cơm được không? Xôi. Thấy người ta cùng ăn xôi. Mà có những chỗ khác á. Bữa đó ngay chỗ đó đồ ngon thiệt, nhưng mà con gái mình lại trễ, đóng cửa sớm quá. Dạ. Ăn hấp tấp lấp tấp lên chỗ. Trong đây em có đầu đũa nè cả nhà. Cho nên nó đâm ra mà ở nhà không nên bỏ đầu đũa nhiều nha, bởi vì ăn nhiều nó sẽ bị nhẫn á. Ăn ăn. Đấy nè. Ừ, thưa bạn. Ngon. Ngon thì có ngon nhưng mà cay con. Cái nhà thấy hôm nay bắt rau khác nữa không? Hôm nay mẹ con em đổi chỗ nữa. Nhà rộng muốn đổi chỗ nào đổi à? Nãy em làm đâm hơi cay cho mẹ ăn nhưng không có được nhiều. Mẹ mà không biết ăn cay mà không thích ăn, dạng như không ăn cay được nhiều mấy. Thay thay được, cay quá mẹ ăn cũng không ăn nổi. Mà cái này làm mình phải cay. Dạ. Có những chỗ cái nhà là người ta không có bỏ cái bạc khía đâu, người ta bỏ cái dây quên, có bỏ bạc khía mà dạng như không có phải bạc khía mà trộn sẵn đâu. Bạc khía này của nhà em ở Việt Nam đem qua. Của người ta bỏ bạc khía mà dạng như còn nguyên con hả? Dạ. Mới muối hả? Ừ. Còn hơi mặn mặn á. Của mình trộn hết rồi. Mình trộn. Không đã. Nhà gột rồi. Ăn này một đũa thì uống nước một hớp á. Cay á. Ngon, vị thì cũng ngon. Chua chua, ngọt ngọt. Cay. Mặn có bạc khía cả nhà. Cay có ớt. Điều vị thêm còn nước cơm. Nước sốt của nước sốt mới nãy pha cả nhà. Cái khổ qua này mình ăn á mình trị bệnh lắm á. Không mà tiểu đường ta ăn á. Dạ. Mẹ em bị tiểu đường mẹ em cũng ăn nằm chứ lại có nhiều người ta nói nấu nước ra. Có mà. Lá khổ qua đem mà phơi nắng. Cho nó khô để rồi đem vô nóng nước uống. Rằng mẹ cũng uống. Nhưng mà nhiều người ta ăn không được, người ta không ăn đâu, tại vì nó đắng. Đắng là bệnh cũng phải cố gắng ăn. Nó cay phải không? Ừ, cay. Nó ăn cùng với cơm cũng được. Bữa nay tháng này muốn hết tháng 10, còn mấy tháng nữa tới Tết tới thêm từ tuổi nữa. Tết năm nay chắc mẹ không về. Dạ, hôm nay mẹ không về tới là không. Năm sau về, tại vì mới qua hôm tháng 5, mới qua đây được có mấy tháng à. Bữa em với mẹ em ở Việt Nam mới qua đây được cũng mấy tháng rồi đó cả nhà. 5 tháng, 6 tháng rồi. Dạ. Năm sau về luôn. Tết mình không về, về Việt Nam cũng buồn mà ha. Nhớ nhà. Nhớ nhà. Nhất là lúc đêm giao thừa, thấy mẹ, gia đình người ta quây quần bên nhau. Còn gia đình em thì toàn anh chị em của ở Việt Nam, nhưng mà có mẹ bên đây, ba ở Việt Nam cũng buồn mẹ ha. Ăn Tết bên đây là mấy năm rồi, đâu có về, có năm rồi về đó. Dạ. Năm vừa về in là bữa 27 Tết. Nên năm nay mẹ không về. Dạ. Nhưng mà về không về nhưng mà cũng là ở đây cũng ăn ăn Tết cũng giống kiểu Việt Nam mình, nó cũng là đúng rồi, cũng ăn Tết chứ không phải không ăn Tết, ăn theo phong tục Việt Nam luôn. Nước ngoài thì nó ăn theo kiểu nó có nói, mình ăn kiểu của Việt Nam mình. Nhưng mà em thấy đa số Tết của Việt Nam vui lắm cả nhà. Nói theo cái cách là vui lắm, như là vui đối với mình thôi, nhưng mà vẫn không có vui bằng Tết Việt Nam. Đúng rồi. Tết Việt Nam mà ở Việt Nam nó vui hơn khi Tết ở Việt Nam bên Mỹ. Việt Nam con đi chúc Tết nhà này ngày nọ, còn bên này đâu có đi chúc Tết, nay đi chùa. Lắc bò cua cá ngựa. Tôm cá cọp. Cá cọp ha? Ừ. Ờ, quên nữa rồi, chơi đổ cá ngựa. Ừ. À, chơi kéo xì dách. Ở Việt Nam mình á, người ta thường gọi là xì dách. Không, bên đây á xì dách á, bên Mỹ người ta gọi là blackjack. Mà em lại cũng thích chơi cái môn đó đó nha, nhưng mà không thích chơi giống như kiểu mà bỏ tiền vô chơi chơi vui gì thì được.
Cay quá. Bên đây có cái năm nào mùng 1 Tết cha nó chở mẹ vô chùa, vô lại Phật xin xăm xăm rồi về, nó để bỏ mẹ ở nhà đi làm. Dạ. Đâu có nghỉ ngày nào đâu. Nhưng mà chùa thì cũng có tổ chức lễ hội giống như ca sĩ về hát ha mẹ ha. Rồi bán những cái đồ ăn chay. Ở bên Việt Nam, ở bên Mỹ, bên nào chùa cũng đông người chứ. Ta đốt nhang đồ. Nhất là Tết á, ở trong chùa cái nhà người ta sẽ diện trang phục nhưng mà mặc áo dài khăn đóng ha mẹ. Đó cái là bên này đi chùa người ta hay mặc áo dài. Nói chung là đi đâu đi ha, cổ truyền Việt Nam á là nhiều người thích lắm, bởi vì con gái Việt Nam mà mặc áo dài á, tóc đen đội nón lá, mặc cái áo dài là ai cũng thích đó. Đợt rồi mẹ về Việt Nam mẹ cũng đem qua mấy cái áo dài để về nhành, nhiều khi Tết năm nay không có về đi chùa. Chứ đợt rồi anh Trang về ra may đâu cũng chục cái áo dài. Em thấy áo dài bên đây là cái nhà bán mắt, nhưng mà nó thiết kế cũng không có đẹp, không có vừa đi của mình. Dạ, nữa. Giống như người ta may sẵn người ta để đó đó, người rồi mình muốn mua mình vô mình thử nhiều khi cũng đâu vừa thích mình thì người ta sẽ bóp thì cả nhà biết là quần áo mà bóp vô rồi đâu còn đẹp nữa đâu. Không có đúng ni của mình á. Dạ. Mỗi lần là chị em về Nam hả, hay là chị em có người quen ở Việt Nam á nhờ mua quen qua đây. Em thì ít mặc áo dài lắm tại em lụng. Tại vì chiều cao của em không được cho phép. Mẹ em ăn này mà khóc luôn cả nhà. Cài quá. Ngồi nói chuyện với cả nhà cho vui. Gấp ít cộng vậy nhưng mà nó cay quá. Cả nhà biết không, mình ăn cái này nè là mình bỏ cái ớt, mà ớt của người Mễ. Đúng, ớt của người Mễ cay dữ vậy trời. Chứ để người Mễ ăn cay á mẹ. Chọn như cái bí vậy. Cay. Chứ để người Mễ ăn cay kiểu đó trời. Bỏ có hai trái á. Một tay á. Em á thích làm Tết cổ truyền giống như nấu một cái nồi bánh chưng. Bánh tét á. Mình ngồi đó mình uống trà cùng với gia đình quay quần vậy đó. Còn giống như là cái mứt dừa cái nhà. Mình mua dừa về cái mình làm, mình ngào cái mứt mình ăn. Đó. Mà ở đây cái nhà biết không, tìm một cái dừa tươi hơi hiếm rồi nha. Năm nào ở bên Việt Nam á, 12 giờ mẹ cũng đón giao thừa. Dạ. Đập đất hả? Rồi xong đất rồi đó. Đất ai coi tuổi vô nhà mình đầu tiên năm á. Cái là phong tục Việt Nam mình đó cái nhà. 12 giờ thì canh đúng 12 giờ đốt nhang lại giao thừa. Dạ. Năm nào mẹ cũng làm vậy hết. Có mấy năm nay qua đây không có ba làm, chắc ba bệnh không có làm đâu. Tại vì ba em còn Việt Nam, cái nhà ba em nói chung là ba em thì cũng gành dễ này kia, nhưng mà không có gành hơn mẹ em. Mẹ em là tránh trong nhà là tất cả gì cũng biết á. Nhiều khi mà giống như Tết đi, ba em có phụ mẹ em giống như đi mua chở bánh, đi mua trái cây chở đó. Mua bánh mứt mẹ nhờ ba mua thì ba chở mẹ đi mua, còn không là ba đi một mình ba mua, chứ ba vấn đề ngày tháng gì ba không có nhớ và không biết luôn mẹ hả. Cũng không có gần. Cuộc sống mà bây giờ qua đây phải chịu thôi, chứ đâu phải qua lại thường đó. Một năm hai năm về một lần. Con ăn đi, mẹ ăn ít thôi là cay quá. Con ăn còn thấy cay nè. Ý là em bỏ luôn. Em bỏ một cái ớt cưỡi hai trái á. Bỏ ớt mễ cái nhà. Ăn cái bắp cải này nè. Cùng với này á, bắp cải nó ra cái có chất hơi ngọt ngọt á. Có nước nó đỡ. Trời. Ớt rồi. Lần con ớt hay lắm mà, cái này không ăn nổi à. Dạ, không dám ăn nhiều, sợ bị đường ruột á. Nóng á. Tại cả nhà biết sao không dám ăn nhiều ớt nữa không? Ngày xưa em ăn ớt kiểu lắm. Bây giờ em ăn không dám ăn nhiều, tại vì em có bị mổ ruột thừa một lần rồi. Đã có mổ ruột thừa mới đây. Giờ mấy năm à? Giờ ăn nhiều đường ruột không có tốt. Nhưng mà người ta có thể bị mấy lần mà. Không phải một lần mà nhiều khi hết luôn đâu. Không, nhiều không khi à. Cũng bị lại á. Cho nên em không dám ăn ớt nhiều.
thì mấy năm về trước á cả nhà, ở bên đây nè, Tết á cả nhà, đi tìm cái chỗ mà vô chùa cả nhà, mà tìm chỗ mà giống như xinh xăm á, có những chỗ mà người ta đóng cửa lúc đó như còn mùa dịch đó mà, có mấy năm về trước cả nhà còn dịch á, thì mình tìm cái chỗ mà để mình xinh xăm á, thì có những cái chùa người ta đóng cửa. Đúng rồi, dịch đâu ai dám đi đâu mở cửa nhiều đâu. Bây giờ á thì hết dịch lâu rồi, thì bây giờ thì lại kinh tế khó khăn. Bây giờ ở đâu nó cũng thế, làm ăn mà có khi gì khi khác bên Việt Nam cũng vậy, đây cũng vậy. Công việc của chồng em thì cũng cũng nói chung kinh tế xuống, ảnh cũng xuống theo. Kinh tế xuống hiện đâu có hàng quá gì đâu, nó chở rẻ quá. Đây cái nhà biết không? Rồi. Bây giờ kinh tế xuống rồi đâu có ai có tiền đâu để mua đồ, mua đồ thì tất nhiên đồ còn tồn kho, cho nên đâu có hết, đâu người ta đâu bán hết hàng đâu, cho nên đâu có chở hàng được nữa. Rồi, rẻ lắm. Ừ, dạ. Bán đi. Không biết là khi nào mà nó hết đó, ha. Bữa nay còn mấy tháng nữa hết cuối năm rồi. Năm 2023 này tất cả là mọi người ai cũng làm ăn không có được mấy năm trước mấy. Bị dịch, năm nay không dịch nhưng mà kinh tế làm ăn khó hơn mỗi năm. Hy vọng trong năm 2024 tất cả mọi người làm ăn được phát triển tốt, thuận lợi. Hưng bồm xuôi gió không? Ừ. Thằng Phi bên con còn nhiều không? Còn bữa em đi về, bữa em ở Việt Nam cái nhà em cầm hành phi tỏi phi ra nhiều lắm, cũng khoảng 5 kg. Tại vì cả nhà biết là lâu lâu thì mình về á, mình mua mình để dành mình ăn, chứ mà ở bên đây cũng có, mà vậy ở Việt Nam thì em thấy ăn ngon hơn. Nhưng mà con cái là con để ngăn mát á, hành phi nó vẫn còn giòn hoài, nhưng mà cái bà bán nói đừng có bỏ ngăn đá, ngăn đá nó quấn cục lại là dẻo nhẹo mà ăn có được rồi. Dạ. Để ngăn mát. Em mua mấy ký đem qua đây luôn. Bên trong cũng vậy đó. Thôi chứ nhà mình á, mỗi lần về Việt Nam là mua đồ bên Việt Nam đem qua đây là nhiều nhất. Đúng rồi. Đâu có đem gì đâu, toàn đồ ăn, cá khô, cá tôm được không? Mà thường cả nhà biết không, từ người Việt ở bên Mỹ nè cả nhà, tất cả mọi người á, ai đi về Việt Nam cũng lúc mà đi về á, thì không có gì mà lúc về từ ở Việt Nam đi qua Mỹ lại thì điều thứ nhất là người ta cầm mà khô á mẹ ha. Tại vì cái nhà biết không, người Việt mình bên đây á, người ta hay ăn là khô, bởi vì nhiều khi người ta đi làm neo đi, làm hãng đi, người ta không có nấu gì, cái người ta chiên con khô, người ta bới cơm để ăn lẻ lẻ để người ta đi làm thôi. Được rồi, đem rất khô cá bổi, mà khô cá lóc, khô cà phê, khô cá dứa, một thùng cá tươi. Đúng rồi. Có khô cá dứa ngon, mà khô cá dứa là nếu mà ăn cũng hơi gọi là dạng như là khô của nó cũng mắc tiền cả nhà. Ha, cá tươi là 600.000 dạ. Ký mình Việt Nam. Cho nên bữa giờ nhà em cũng mua đem qua đây. Còn ở Việt Nam thì mua cho ba em khô cá dứa. Được rồi, về bún tàu cũng mua, bánh trà cũng mua, bánh cái gì cũng mua, bánh nhiều. Mà ai về Việt Nam cả nhà nên mua, nếu mà ai mà uống trà thì nên mua cái trà lá dứa đi, rất thơm là thơm ha. Ngon, uống rất là ngon luôn á. Cá khô thì cũng thấy nhiều người ta mua cá gì, cái gì cá bổi à, cá bổi cái nhà sắc bổi á. Cá đó ở bên đây nha, không phải nói chứ bên đây á hả, ở Việt Nam người ta bán á còn ngon hả, còn ở bên đây nè giống như nhiều người ta mua đông đá đem qua đây ta bán cho mình á, em thấy cái giá hơi cao á. Ở bển là thì đúng rồi, chắc người ta nhập mà. Ở bển mua 300.000 tiền Việt Nam mà đó. Đúng mà, 15 đô bên nay rồi đó. Cài quá cả nhà ơi. Video của hai mẹ con em xin kết thúc tại đây nha cả nhà ơi. Nếu cả nhà yêu thương gia đình em thì hãy cho một nút like, một nút share và đăng ký và comment ở dưới video nha. Những gì thắc mắc thì cả nhà nhớ comment video cho em biết nha. Em nhiều khi em cũng còn mới mẻ, em không có giống như thiếu sót vậy, thì mong ông bà cô chú anh chị bỏ qua cho em nha. Hẹn gặp tất cả mọi người video kế tiếp. Bye bye, bye.